Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Tinh Hoa Thị Đốn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2012, xin kính gửi đến quý vị phần nhận định đặc biệt của cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Bụi Diễm về các hiệp ước của Hoa Kỳ. Kế đến là bản tin tổng kết tài chính và kinh tế cuối tuần. Sau cùng xin kính mời quý vị đón xem tiết mục Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phần nhận định đặc biệt của cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Bụi Diễm. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu về những khía cạnh quan trọng trong vấn đề ngoại giao khi mà giữa hai quốc gia có ký những cái hiệp ước hoặc là những cái thỏa hiệp thì những cái thỏa hiệp nó bị giới hạn như thế nào và nó ràng buộc ra sao để mà chúng ta có những cái thực thi của nó. Giống như chúng ta nói rằng là chúng ta ở tại Hoa Kỳ hiện nay đang có một cái thỏa hiệp về vấn đề mà gọi là làm thế nào để mà chín quốc gia ở trên thế giới mà xuyên qua Thái Bình Dương họ có thể có được những cái mậu dịch mà qua cái mậu dịch đó người ta gọi là TTP đó, làm thế nào để mình áp dụng được, có nghĩa là làm thế nào để mà nó bảo vệ được với nhau nữa. Mà chúng tôi được biết rằng là vào thứ Tư vừa qua đó thì tại những cái buổi họp như vậy đó thì một trong những quốc gia vắng mặt mà vắng mặt rất là quan trọng đó là Trung Quốc. Thì ngày hôm nay chúng tôi mới đi trở lại lại cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu về những cái giá trị như thế nào trong những cái hiệp ước giữa những quốc gia khi mà họ đã ký với nhau. Trước hết xin được kính chào cựu đại sứ Bùi Diễm. Vâng, xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân đã có nhã ý mà để cho tôi đóng góp ý kiến về một số những vấn đề quan trọng xảy ra trên mặt trận Biển Đông. Khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có những cái thỏa hiệp hoặc là những cái thỏa ước để mà chúng ta liên kết với nhau trong cái vấn đề quốc tế, thì theo đại sứ Bùi Diễm, hiện nay những cái thỏa hiệp hoặc là những cái hiệp ước mà của Hoa Kỳ và Việt Nam ký có đủ bảo đảm về vấn đề lãnh thổ cho Việt Nam hay là đủ bảo đảm vấn đề lãnh hải cho Việt Nam nếu mà Trung Cộng có một cái cơ hội hay có một cái ý đồ nào đó xâm lăng đất nước hoặc là xâm lăng lãnh hải của chúng ta? Trước hết thì tôi phải nói tôi không phải là một chuyên viên về công pháp quốc tế, nhưng mà tôi hiểu rõ là như thế này. Có những trường hợp như là Hoa Kỳ đã có những cái hiệp ước với lại Nam Hàn chẳng hạn. Vì vậy cho nên có cái sự có mặt của quân đội Mỹ tại Nam Hàn. Rồi thì là sau cái trận chiến tranh ở Thái Bình Dương thì Mỹ cũng có những cái sự cam kết qua thỏa hiệp với lại Nhật Bản. Vì vậy có cái sự có mặt của những quân đội Mỹ ở Nhật Bản. Rồi thì nó có những cái gọi là những cái nghiệp ước rõ rệt mà nhiều trường hợp đã có cái sự thỏa thuận mà chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ, thì những cái giá trị ấy có thể nói là những cái giá trị ràng buộc. Ngay cả như là những năm trước đây có cái gọi là cái thỏa hiệp về vấn đề Đài Loan chẳng hạn ấy, thì nó là cái sự ràng buộc đối với Hoa Kỳ. Còn như chúng ta nhớ lại như trong trận chiến tranh Việt Nam chẳng hạn ấy, thì Hoa Kỳ không có một cái ràng buộc nào, rồi đến lúc Hoa Kỳ bỏ đi là bỏ đi thôi. Thành ra là Việt Nam có những cái sự thiệt thòi ở trong cái tình trạng đặc biệt đó. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà anh trở về cái vấn đề hiện tại là vấn đề ở Biển Đông và đặt câu hỏi rằng thì là nếu mà có những biến chuyển gì mà nguy hiểm ở cho Việt Nam về trường hợp Biển Đông ấy, thì Hoa Kỳ có thể nào mà có thể nói phải cam kết mà giúp đỡ Việt Nam hay không, thì cái vấn đề đó không có. Hiện nay những cái sự thỏa thuận giữa chính phủ Cộng sản Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ chỉ là những cái sự thỏa thuận mà thôi, về những cái vấn đề mà có tính cách mà hết sức giới hạn. Thí dụ như là những vấn đề mà tổ chức những cái cuộc tập trận chung, hoặc rằng thì là những cái việc mà nghĩa là những chiến hạm của Hoa Kỳ có thể viếng thăm Việt Nam rồi tổ chức những hoạt động chung, thì những cái đó là những cái sự thỏa thuận, chứ không thể nào mà coi là một cái hiệp ước mà bắt buộc Hoa Kỳ phải
nghĩa là can thiệp nếu mà Việt Nam bị đặt ở trong vòng nguy hiểm, cái đó thì không có. Nhưng mà chúng ta cũng được biết rằng Hoa Kỳ có hứa sẽ giúp đỡ những hải quân Việt Nam hoặc là những cái thương thuyền hay là những cái tàu đánh cá của Việt Nam nếu mà lâm nạn trên biển cả thì họ sẽ giúp đỡ. Nhưng mà cái sự giúp đỡ đó có bị giới hạn về những lĩnh vực về quân sự không vậy thưa cô đại sứ Bùi? Nó có thể có giới hạn về phương diện quân sự lắm, là bởi vì rằng thì là nếu mà Hoa Kỳ mà có thể mà đi xa hơn nữa trong cái việc cứu những cái ngư dân Việt Nam mà phải dùng những cái biện pháp quân sự đó, thì cái đó lại là một vấn đề lớn phải đặt ra cho chính phủ Hoa Kỳ và phải được Quốc hội Hoa Kỳ hỏi ý kiến, thì thành ra vấn đề đó khó khăn hơn. Còn những cái việc giúp đỡ, thí dụ như là ngư dân mà bị lạc ở ngoài biển rồi không có người cứu giúp, thì cái đó Mỹ có thể làm được. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng thì là cái năm 1974 đó, về cái cuộc chiến ở đảo Hoàng Sa đó, thế mà cái năm 1973 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã cấm đoán Hoa Kỳ không được, nghĩa là có những cái hoạt động quân sự. Và vì vậy cho nên thì là hải quân của Hoa Kỳ lúc bây giờ cũng không giúp đỡ được hải quân Việt Nam trong vấn đề Hoàng Sa. Thành ra vì đấy chúng ta phải phân biệt cho rõ những cái sự thỏa thuận có tính cách mà tạm thời ở trong một vài trường hợp hoặc là trong một vài lĩnh vực khác hẳn với những cái hiệp ước mà ký kết long trọng giữa hai nước, buộc hai nước phải theo những cái điều kiện đó, thì cái tình trạng đó phải phân biệt, phải được phân biệt một cách rõ rệt, chớ có hiểu nhầm rằng thì là trong cái trường hợp như hiện tại mà Việt Nam bị khó khăn về mặt quân sự, Mỹ có thể đến giúp Việt Nam bằng quân sự, thì cái đó cái trường hợp không khó. Xin được cảm ơn cô đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi Những vấn đề Việt Nam với cựu đại sứ Bùi Diễm vào tối ngày mai, ngày Chủ nhật. Chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và xin được kính chào.